Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên, hôm nay Chính phủ đã ban hành công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó mưa lũ. Công điện nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 27 tháng 10 sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa có thể đạt 200-380mm, có nơi trên 430mm, đồng thời có khả năng xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới. Trong khi khu vực này đã mưa lớn nhiều ngày, đất bão hòa nước nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, không để người dân bị đói, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Vừa qua, làn sóng người dân trở về quê sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nhưng nhiều người không có việc làm ở quê đang muốn quay lại thành phố. Tuy nhiên, lại đang gặp một số khó khăn. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người lao động từ các tỉnh sẽ được tiêm bổ sung một mũi vaccine, được giới thiệu nhà trọ không đồng và xét nghiệm miễn phí trong những ngày đầu trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Lao động đã về quê liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng để không cần mất thời gian tìm việc. Ngoài ra, khi liên hệ với trung tâm, công nhân lao động còn được giới thiệu hệ thống nhà trọ không đồng, được lưu trú từ 1 đến 3 tháng đầu để ổn định cuộc sống. Trước thông tin một nhóm người giả nhân viên y tế chuốc thuốc mê để chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh đang lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Sáng nay, công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là thông tin giả mạo. Theo đó, mạng xã hội lan truyền nội dung có 3 người mặc đồ bảo hộ y tế đến căn nhà ở đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu test nhanh COVID-19 các thành viên trong gia đình do nghi ngờ có người đang dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, nhóm người này sử dụng que thử chuốc thuốc mê những người trong gia đình và chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi lực lượng nắm thông tin, lực lượng chức năng xác định là không có vụ việc như trên xảy ra. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời không lan truyền tin đồn không có căn cứ, sai sự thật. Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 và kéo dài trong cả quý tư. Nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực trên tại Sở Giao thông Vận tải của các tỉnh, thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp giữ hàng hóa. Sau đó tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Sáng hôm nay 23 tháng 10, Hà Nội tổ chức khai trương tour du lịch an toàn đầu tiên trong điều kiện bình thường mới với chủ đề Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội và ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động giới thiệu trưng bày. Điều độc đáo của tour này là sự kết nối 3 điểm tham quan giúp du khách có cái nhìn tổng quan để thấy được giá trị nổi bật của các công trình kiến trúc, sự giao thoa tiếp biến văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây đầu thế kỷ 20, kết nối các sự kiện, hiện vật được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với Nhà hát lớn Hà Nội và di tích lịch sử Bắc Bộ Phủ. Để đảm bảo an toàn, mỗi đoàn sẽ không quá 10 thành viên, giữ khoảng cách và không tiếp xúc với nhau theo phương châm là không chạm. Tour được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tin quốc tế, vòng đàm phán thứ 6 về soạn thảo hiến pháp Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã kết thúc mà không đạt được bất cứ kết quả nào. Vòng đàm phán lần này diễn ra từ ngày 18 tháng 10 vừa qua, với sự tham gia của 45 đại diện đến từ chính phủ Syria, lực lượng đối lập và các tổ chức dân sự nhằm xây dựng hiến pháp cho Syria. Trong suốt một tuần đàm phán, các bên sẽ đưa ra các văn bản hiến pháp, nêu bật quan điểm của mỗi bên, bao gồm là chủ quyền, quân đội và quy định của pháp luật cho nhà nước Syria trong tương lai. Cuộc đàm phán mới nhất này diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Syria đã kéo dài 10 năm qua, kéo theo khủng hoảng toàn diện cả về chính trị, kinh tế và an ninh ở nước này. Cho đến nay, có khoảng 13,4 triệu người đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU kéo dài 2 ngày đã kết thúc vào ngày 22 tháng 10. Một loạt vấn đề nóng của khối đã được đề cập tới, trong đó đặc biệt là cuộc khủng hoảng giá năng lượng, bất đồng pháp lý với Ba Lan, cũng như là vấn đề người di cư. Trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC von der Leyen đã nhấn mạnh đến lợi thế của năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân. Theo bà, thì năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời sẽ là lựa chọn tốt giúp lục địa già đảm bảo sự độc lập về năng lượng trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh năng lượng tái tạo, châu Âu vẫn cần tới khí đốt trong giai đoạn chuyển tiếp và năng lượng hạt nhân về lâu dài để đảm bảo nguồn cung ổn định. Bất chấp nguy cơ lạm phát cao ở Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho rằng sẽ là quá sớm nếu tăng lãi suất và gây rủi ro với các nỗ lực phục hồi nền kinh tế. Lạm phát ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi so với mục tiêu 2% mà ngân hàng này đặt ra. Tuy nhiên, ông Powell cho biết là các nút thắt nguồn cung có khả năng sẽ được nới lỏng dần. Theo đó, áp lực lạm phát và tiền lương cũng giảm theo.
Theo báo cáo được chuẩn bị trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed vào ngày 2 và 3 tháng 1 tới đây, thì ngân hàng này dự kiến sẽ công bố kế hoạch bắt đầu thu hẹp các biện pháp kích thích kinh tế trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng. Theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 13 tháng 10, lạm phát tại nước này trong tháng 9 vẫn tiếp tục tăng khi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài nhiều tháng. Nga và Ukraine, hai quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 thấp tại châu Âu, đều đang trải qua làn sóng dịch nghiêm trọng chưa từng thấy, với số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng lên ở các mức cao mới trong những ngày vừa qua. Ngày hôm qua 22 tháng 10 là ngày thứ tư liên tiếp Nga ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày tăng lên mức cao chưa từng thấy với 1.064 ca. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới lập kỷ lục với hơn 37.000 ca. Hiện Nga ghi nhận hơn 8,16 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 228.400 ca tử vong. Còn tại Ukraine, ngày 22 tháng 10, nước này cũng ghi nhận thêm một kỷ lục mới về số ca tử vong với 614 ca. Đến nay mới chỉ có 6,8 triệu trong tổng số 41 triệu người dân được tiêm phòng đầy đủ. Ukraine hiện ghi nhận tổng cộng là 2,72 triệu ca mắc, trong đó có hơn 63.000 ca tử vong do COVID-19. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, số người tiêm bổ sung vaccine ngừa COVID-19 đang tăng hơn nhiều so với số người tiêm mũi đầu tiên. Tính tới ngày 21 tháng 10, hơn 11,2 triệu người đã tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19 ở nước này, trung bình khoảng 340.000 người mỗi ngày trong tuần qua. Trong khi đó, cũng cùng thời điểm chỉ có trung bình hơn 157.000 người tiêm mũi vaccine đầu tiên. Bên cạnh đó, vẫn còn một số lượng lớn người dân chưa tiêm phòng ở Mỹ. Và điều này đã gây khó khăn cho các nỗ lực tăng cường sức khỏe cộng đồng trước sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là biến chủng Delta. Tới nay đã có khoảng 66,2% dân số Mỹ đã được nhận ít nhất là một liều vaccine, tương đối thấp so với một số nước công nghiệp khác, mặc dù các nước này bắt đầu tiêm phòng sau Mỹ. Thưa quý vị, tính đến 19 giờ tối qua 22 tháng 10, có khoảng 1,5 triệu người dân khó khăn chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3. Do đó, thành phố sẽ kéo dài thời hạn nhận gói hỗ trợ này đến ngày 31 tháng 10. Có 3 quận kéo dài đến ngày 7 tháng 11. Thông tin được lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại chương trình Dân hỏi thành phố trả lời với chủ đề Lao động việc làm trong phục hồi sản xuất kinh doanh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng người dân khó khăn đã nhận hỗ trợ đợt 3 tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 5,3 triệu người. Sau 22 ngày triển khai gói này, thành phố đã có gần 80% trong tổng số hơn 6,8 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đã được thẩm định, cập nhật danh sách. Hiện còn khoảng 1,5 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có trong danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ đợt 3. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gói hỗ trợ đợt 3 này lẽ ra kết thúc ngày 15 tháng 10, song trong quá trình hỗ trợ chắc chắn sẽ có sót, do đó thành phố đã quyết định kéo dài đến ngày 31 tháng 10 và một số địa phương khác là quận 12, Bình Tân và Bình Chánh sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 11 do dân cư đông. Tại chương trình, nhiều người dân cho rằng chưa nhận được các gói hỗ trợ, nhấn mạnh việc triển khai gói hỗ trợ sẽ có sót. Sở này cho rằng hơn ai hết chính quyền ở khu phố, phường sẽ phải đề xuất bổ sung để đưa gói hỗ trợ này đến người dân càng sớm càng tốt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành khẩn kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, thành phố dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ trong độ tuổi này sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện lựa chọn. Trẻ có bệnh nền sẽ được tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi. Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch tại địa phương. Thành phố sẽ tiêm mũi 1 trong 5 ngày, dự kiến bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm vét trong vòng 2 ngày sau đó, còn tiêm mũi 2 trong vòng 7 ngày sau khi đã đủ thời gian khoảng cách 2 mũi tiêm. Vaccine được dùng tiêm cho trẻ là loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố Đà Nẵng như phấn đấu sẽ cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày trước khi đến trường học trở lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương chủ động sẵn sàng để khi triển khai sẽ tranh thủ thời gian, tập trung tiêm cho học sinh, đảm bảo đủ 14 ngày trước khi đến trường học trở lại vào ngày 8 tháng 11 tới. Đối với trường hợp học sinh chưa đủ 15 tuổi nhưng đã vào học lớp 10, thì vẫn được tiêm vaccine để đảm bảo toàn bộ học sinh từ lớp 10 đến 12 được tiêm vaccine phòng COVID-19.
thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị 50.000 liều vaccine, ưu tiên tiêm cho nhóm từ 15 tuổi đến 18 tuổi trước.